Hello mọi người, đó là mình đây. Mấy bạn cứ hỏi mình về làm cái video bắn súng cho mọi người thấy. Thì hôm nay cho mình có đem những cái súng ra đây để làm cái video cho mấy bạn xem. Mình chỉ đem có mấy cây thôi nha mọi người nha. Chỉ cây súng 2 cây R15. Cái cây này là cây R15 của Smith & Wesson. Súng này thì cho này đã gắn ống dòm với lại đèn pin và cái tia hồng ngoại gọi là laser. Thì bây giờ cho này sẽ bắn thử cho mọi người thấy nha. Cái mục tiêu là ở đằng kia khoảng chừng 75 mét. Mình sẽ bắn súng này có ống dòm thử và cái súng giống như vậy không có ống dòm để cho mọi người xem thử nha. Thì bây giờ mình giới thiệu cho các bạn thấy. Và đây là cái không biết mấy bạn có thể thấy được cái mục tiêu đằng kia được không. Cũng rất là khó thấy nha. Mình sẽ bắn thử cho các bạn thấy nha. Mình thì không còn đạn thường nữa nha mọi người. Đạn mình chỉ có còn cái đạn 5.56 trên tip thôi nha. Và đây, đây là cây cùng loại luôn nha mọi người nha. Cái cây này là R15. R15 chỉ xài bằng cái iron sight thôi nha mọi người. Không có cái gì đó hết. Cái này là cồn nguyên thủy, mình không có làm gì hết nha. Và đạn thì mình sử dụng đạn 5.56. Hôm nay thì mình đi mình có mang đạn theo nhưng mà mình quên mang theo đạn thường. Thì mình chỉ có đạn 5.56. Cái đạn đầu xanh nè. Đạn này là đạn xuyên giáp nha mọi người nha. Cái đạn này thì khi mà bắn á, mình đeo cái bịt tai này á, nên nói chuyện có thể nó lớn nha mọi người, thông cảm nha. Cái đạn này là đạn xuyên giáp. Đạn này là nó có thể công phá áo giáp nha mọi người nha. Bắn xuyên giáp á. Nên đạn này thì mua thì nói chung thì cũng không có nhiều chỗ để mua. Nên hôm nay mình bắn hết cho mọi người xem nha. Để mình không có còn nhiều cái đạn đồ xanh này nữa. Ok. Cái này là 30 viên nha mọi người nha. Cái này thì chắc mười mấy viên là nó nhẹ hơn. Các bạn thấy rồi. Đạn này là của Winchester. Ok. 556 của Radio, cái Radio, Radio Round. Ok. Còn cái này là đạn 9 ly. Cái này là 115 gram. Còn cái này là 62 gram. Ok. Mọi người thấy không? Thì full metal jacket nè. Green tips. Cái loại là cái đầu đạn bằng sắt, không có chì trong đó nha mọi người, nên nó rất là cứng nha mọi người nha. Mình cho mọi người thấy. Còn đạn này là đạn 9 ly nha mọi người nha. Đạn này đạn 9 ly. Metal jacket. Ok. Cái này Luger 9mm. Ok. Còn cây này, cây này là Caltech Sub 2000. Cái súng này nó là Generation 2. Cái Generation 1 thì rất khó để mua nha mọi người nha. Không có đủ hàng á. Còn cái cây này thì mình mua khi nó ra khoảng chừng được vài tháng thì mình mua cái cây này rồi nha mọi người nha. Cái súng này thì mình có thể mình fold lại. Đó, mình có thể mình xếp nó lại. Ok. Và có thể tháo ra. Cái súng này thì sử dụng 9 ly. Ok. Mình đã chuyển hết 45 và 40 caliber để lấy cái 9 ly thôi. Bây giờ mình xài toàn 9 ly với lại 556, mình không có xài 223 nữa nha mọi người nha. Thì cái này là một trong những cái súng mình cũng rất là thích nó nha mọi người. Bắn rất chính xác cho 9 ly. Ok. Và còn cây nữa là cây 9 ly của mình. Ok. Cái cây này là Taurus 9 ly nha mọi người nha. Trước khi sử dụng coi này kia thì mình phải tháo băng đạn ra nha mọi người nha.
cho nó an toàn. Ok, và mình cũng phải xem coi nó còn đạn ở trong nòng hay là không. Make sure it's empty. Mọi người thấy không? Không có gì hết nha. Ok, không có gì hết. Thì sử dụng súng thì mình phải biết được cái việc safety của nó. Safety purpose là không có bao giờ chĩa súng vào ai hay là cầm súng để tay vào cò. Khi mình cầm súng thì mình chỉ để ngón tay trên này thôi nha mọi người nha. Và khi mình cầm á thì tay phải giữa hai cái tay này thì mình phải để sát vào đây. Rồi khi mình cầm á thì cái lực đẩy của súng nó sẽ ngược về đây và giữ cho súng không có bị giật và chính xác hơn. Và khi mình cầm súng thì cái tay mình để như thế này, mình chỉ có thể để tay vào này khi mà bắt đầu bắn thôi, chứ không thể nào lúc nào cũng bỏ cái tay trong cò đâu nha mọi người nha. Và đây chưa có là đạn nha mọi người. Còn đây là cây đây là cây cũng 9 ly. Cái này thì cái súng này là hồi đó là mình đổi cái súng này của cây Taurus 24/7. Cây này là cây G2C. Cái này thì có cái platform, cái cách mà tháo nòng ra thì cũng giống y như cái clock nha mọi người nha. Rất là dễ, bấm cái nút là xuống kéo cái nòng xuất ra. Trước khi review mình cũng phải lấy đạn trước cho các bạn thấy là không có đạn nha. Ok, và sau đó thì mình cho các bạn thấy cái súng này thì nó cũng giống như cây Ruger. Khi mà các bạn lên đạn á, thì trên này nó sẽ kéo lên, nó cho mình biết là lên đạn thì cái nút pin này nó sẽ mở lên nha mọi người nha. Cái súng này, cái safety á, thì nó có hai nó có cái nút ở đây nè, mình kéo lên như vậy á thì mình khóa cái chamber của nó lại là cây súng không có thể nào bắn được nha mọi người nha. Ok, bật xuống vậy là bắn nha mọi người. Ok, và cũng cho mọi người thấy là không có đạn gì trong này hết trơn nha. Ok, bây giờ mình bắn cái cây súng AR-15 trước cho các bạn xem nha, coi nó như thế nào nha. Mình chỉ làm cái video này ngắn thôi nha mọi người nha. Thì trước tiên mình bắn súng này. Ok, đây là cái bằng đạn 556 của súng R15 này nha mọi người nha. Cái này nó không click tại nó đầy đạn trong này quá mọi người ơi. Cái này đầy đạn quá mọi người ơi, bỏ nó bị kẹt. Nó không có đẩy lên được mọi người ơi. Ok, cái này là lên đạn này nha mọi người nha. Cái safety is on. Ok, safety on. Ok, bây giờ mình giờ nó dính cứng nè mọi người thấy không? Tại vì khi nãy cái băng đạn đầy quá thì nó không có lên cái chamber được nha. Bây giờ á mình sẽ bắn thử cho các bạn xem nha. Bây giờ mình bắn cái miếng ván ở trên đó, nó có một cái vòng tròn nhỏ nhỏ cho bắn, để mình bắn cho mọi người thấy nha. Ok, bắn rồi mình phải lấy chưa hết nha mọi người nha. Bây giờ mình phải lấy viên đạn ra để cho an toàn nha mọi người nha. Ok, bây giờ mình sẽ xuống đó mình cho mọi người xem nha. Bây giờ mình sẽ xuống đó cho mọi người xem cái vòng tròn hồi nãy mình nói đó. Mình bắn thử vào đó mấy phát hồi nãy giờ đó, để mình cho mọi người xem được cái độ chính xác của cái súng này như thế nào nha mọi người nha. Cái này tí xíu là mình phải tắt xuống, không có cho con nít được, nếu không thì không tốt nha mọi người nha. Mình thấy hình như nó dính mấy viên trong đó nha mọi người. Mọi người cái súng này bắn chính xác kinh khủng không? Nè mấy bạn thấy dấu đạn này dấu đạn cũ nha mọi người nha.
cái này giáo đàn cũ nè nha, giáo đàn cũ đây, cũ đây, cũ đây, cũ đây. Hai viên đầu mình bắn á, thì nó lượt ra ngoài nè, tại vì mình ngồi hõm á, mình không có cây súng nó không có đung, nó lung lay á. Còn đây là 5 viên vào chính nha mọi người. Mọi người thấy cái giáo đạn mới nè mọi người thấy không? Còn này giáo cũ đây, giáo mới đây. Ok, 5 giáo. Bây giờ mình sẽ bắn cây súng không có ống dòm, coi nó như thế nào nha mọi người nha. Có ống dòm thì nói chung mình cũng tại cái ống dòm của mình là mình chỉnh ở 75m, bởi vậy nên nó rất là chính xác. Với lại mình cũng bắn súng lâu ngày rồi đó, nên mình cũng quen một tí. Bây giờ mình sẽ cách đây cũng nói chung là cũng rất là xa, nên khó có thể nhìn thấy qua cái súng, cái vòng tròn đó được cho mọi người. Cái vòng tròn nó ở xa nó cũng rất là khó để thấy, rất là khó để nhắm nha mọi người. Tại cái này bây giờ á, mấy bạn có thể nhìn thấy nè, mình không có đặt đều với các bạn nha. Mấy bạn thấy không, cái miếng ván đó, có thể thấy miếng ván bự khoảng chừng quả lớn như vậy thôi, từ nơi đây. Giờ mình nhắm làm sao mà để thấy vô cái vòng đó thì rất là khó, bởi vì ở đây mình không có thấy cái vòng đó nữa. Ok, bây giờ mình sẽ bắn thử cho các bạn xem nha. Rất là xa mọi người, không có thấy rõ luôn mọi người ơi. Okay. Bây giờ mình mới bắn 3 viên rồi, chứ đạn mới gần đây rồi ta. Mình mới lấy ra đây rồi đây. Ok, bây giờ xuống dưới coi coi đó có trúng không. Bắn 3 viên rồi mọi người, xa quá, mình không có thể nào mình thấy được cái viên đó hết trơn á. Bây giờ mình sẽ xuống dưới cho mọi người thấy coi có trúng rồi không. Thật ra cái miếng ván mình chỉ nhìn nó thấy được tí xíu như thế này ở độ xa như vậy thôi. Bởi vậy nên nó khó có thể trúng được cái vòng tròn lắm nha mọi người. Tại mình không có thấy vòng tròn được, mọi người thấy không? Từ ở đây độ gần khoảng 25m mình còn không thấy nữa nè. Ok, hồi nãy nó vô 5 cái gì đó. Wow, mình bắn xa thấp rồi mọi người. Mọi người thấy không? Thấp nè. Way low, mọi người thấy không? Nó giăng trên này. Bắn thấp rồi. Hai viên vào đây nè. Một cái bên đây, cái bên này, cái trên này. Ba viên. Trúng chỗ hết mà nó không có lên trên này nha mọi người nha. Mọi người thấy không? Ba viên vào đây hết trơn nè. Tại sao quá mình không có thấy được cái dòng này? Mọi người thấy không? Một nè, hai nè, ba nè. Thì mọi người thấy ở phía sau nè. Đạn nó vô nè, một viên nè, hai viên nè, ba viên nè, mọi người thấy không? Nó vào cùng chỗ, mọi người thấy không? Đó thì nó xéo từ đây nó qua đó, nó không có lên trên này. Nói chung là xa quá mọi người. Bây giờ mình bắn thử cái cây 9 ly dài cho mọi người xem nha. Còn cái này mọi người muốn mình bắn bằng cây súng ống dòm thử cho mọi người thấy nè nha. Không có gì ha, để mình để cây súng bắn ống dòm mình bắn thử cái này cho mọi người thấy coi nó như thế nào nha. Rồi xong rồi mình sẽ sử dụng cái súng chín ly, mình đứng gần ra để mình bắn nha. Ok, mình lấy cái súng ống dò mình bắn thử nha mọi người nha, cho mọi người thấy nha. Cái bọt thuốc lá nha. Đúng rồi, tại nó rung á.
sẵn rồi mình sẽ đem cái súng này xuống dưới mình bắn nha mọi người. Cái súng này thì 9 ly. Nó bắn thì nó sẽ không có ống dòm á mọi người, mà nó cũng không có thấy xa được á. Nên mình đem cái này lại gần tí xíu nha, cho mọi người thấy nha. Hồi nãy mình bắn 3 cái đúng không? Vào cái bao thuốc lá mà mình đứng đúng không mọi người nha. Ok. Cái viên đầu tiên mình bắn mình cũng chặt mà cũng không chặt nha mọi người nha. Mọi người thấy không? Trúng hết 3 viên nha. Một viên ở đây, một viên ở đây, một viên ở đây. Mọi người thấy không? Cái đó là mình đứng cái độ rung của súng rất là cao nha mọi người nha. Mình vẫn bắn ok. Bây giờ mình sẽ thử súng này cho mọi người xem nha. Chắc khoảng 30 mét thôi mọi người. Cái súng này thì mình phải thấy được ở trong tại cái cổ nhắm, cái chỗ ngắm của nó rất là ngắn nha mọi người. Mọi người xem này, rất là nhỏ xíu á. Nó nhỏ lắm, không thấy đường ngoài luôn, mọi người thấy không? Ok. Mọi người thấy rõ là gì nha. Đó, mọi người thấy không? Không thấy mọi người thấy không? Rất là nhỏ nha mọi người nha. Bây giờ mình bắn thử cho mọi người xem nha. Thì súng này thì lên đạn là sao rồi nha mọi người. Đây nè. Rồi thấy không? Giờ là bắn thôi nha. Mấy nay mình cũng không có rảnh để lau chùi súng. Bởi vậy nên súng cũng hơi dơ. Ok, để mình xem thôi. Ok, như vậy được rồi ha. Giờ mình bắn cho mọi người xem nha. Ok. Bây giờ thì mình sẽ lấy đạn ra. Bỏ vào lại. Bây giờ mình xuống chậm lại xem có trúng không nha. Cái súng này thì không có nhắm xa được nha mọi người. Nó có cái chỗ nhắm nó rất là xa, giống như nhỏ quá mình không thấy đường luôn mọi người. Thôi, mình bắn cao rồi mọi người ơi. Đây. Cái súng này bắn rất là chính xác luôn mọi người, nhưng mà mình bắn xa rồi nè. Ở trên. Ok. Mình để thấy rõ, anh bắn lại cho mọi người xem nha. Mình để gần đây xong mình đứng xa mình bắn cho mọi người thấy nha. Cho mọi người thấy rõ được nha. Đây. Wow. Mình không thấy nó bay đâu mọi người ơi. Wow. Thấp mọi người ơi. Mình bắn lại đây nha. Rồi mọi người, bắn chút đây xong rồi thách quá. Mà theo bây giờ đi trên đây à. Không thể nào mà chưa thấy được, tại vì cái súng này hồi bữa mình bắn nó là chính xác.
hồi bữa mình chỉnh đó mình quên, hồi bữa mình chỉnh cái súng này đến đến 50 mét lận mà mình đứng gần quá nên nó thấp. Bây giờ mình biết rồi, mình bắn lại cho mọi người xem nha. Đây à, hồi bữa mình chỉnh nó xa mà mình đứng gần á, đứng có khoảng chừng 35 mét rồi nên bắn chật. Hồi bữa mình chỉnh 75 à, trên 75 mét rồi nha mọi người. Giờ mình đứng mình bắn thử lần nữa nha. Đấy, lên đây nha. Nói chung là phát nào cũng trúng, giờ mình biết đó rồi nha mọi người. Nè, thấy không? Phát nào cũng trúng nha mọi người nha. Nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Phát nào cũng trúng nha mọi người nha. Chỉ có cái lúc đầu thì mình nhắm nó sai là bởi vì cái mình chỉnh nó cao mà mình đứng gần quá đó, nên mình bắn nó thấp. Ok, bây giờ tới súng ngắn nha mọi người nha. Cái đạn này nãy xong rồi lên đầu mình sẽ tháo đây rồi mọi người, cho cái độ an toàn của nó nha. Bây giờ thì mình sẽ lấy súng ngắn mình bắn thử cho mọi người thấy nha. Súng ngắn thì khó trúng hơn rồi mọi người. Bây giờ mình lấy súng này ra mình bắn thử nha mọi người nha. Bỏ đi xa tí xíu đi. Súng ngắn thì súng này là self defense. Nó bắn thường thường là phải dưới 25 mét nha mọi người nha. Ok. Cái này là Taurus T2 nha mọi người nha. Mọi người thấy không? À, cũng may mắn được chúng được mấy viên bắn cho mọi người nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắn cái này là Ruger SR9 nha mọi người nha. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ bắn thử cái súng này nha.
Đây mọi người, mình cũng bắn trúng được đây, mọi người thấy không? Đây. Ok. Bây giờ mình thử cái súng kia cho mọi người thấy nha. Cái súng 22. Để mình hồi nãy mình không có được cái lấy đâu mọi người, mình quên rồi. Ok, cái súng kia hồi đó mình bỏ quên nhà rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ bắn lại cái cây súng R15 lại lần nữa. Rồi sau mình phải kết thúc video cả mọi người nha. Bạn mình đang chờ mình giúp dọn đồ ở nhà họ tí đó. Ok. Bây giờ mình sẽ để ở đây. Mình bắn lần cuối để cho các bạn xem nha. Bằng cây súng có ống dòm nha. Đây. Ok. Sau đây là cái phần cuối cùng của video mà mình sẽ chia sẻ các bạn, mình xuống mình xem những cái viên đạn mình bắn đó. Và đây là những cái súng của mình. Ok. Bây giờ mình xuống mình xem coi cái ly đã trúng được viên nào hay là không nha mọi người. Xong rồi mình cũng xin phép các bạn được kết thúc video tại đây. Cây đó thì bắn chính xác các bạn, phải khỏi nói đây. 6 viên đều vào hết, một cái group của nó rất là nhỏ nha mọi người nha. Chỉ bằng một cái móng tay thôi nha mọi người. Thấy không? Cây súng nó thì rất là chính xác nha mọi người. Mọi người thấy nó chính xác như thế nào không? Và cái này hồi nãy mấy lỗ của súng chính ly nè, và nó ra bên này mọi người xem nè. Súng này bắn rất là chính xác nha mọi người. Ok. Thôi. Cho này cũng xin phép kết thúc cái video tại đây. Mong mọi người xem vui vẻ nha. Xin chào.